giống như là bạn tập thể dục thể thao nhiều ạ, tập gym, chạy bộ nhiều hay tập quá sức, quá cường độ thì cơ, cả cơ thể của bạn cũng sẽ bị mỏi mới đau, và cơ ở vùng đầu mặt cổ cũng như vậy. Vậy thì một số nguyên nhân gì đã dẫn đến cho cơ vùng đầu mặt cổ của bạn bị mỏi, bị đau, dẫn đến khi bạn nói chuyện nhiều và ăn nhai nhiều sẽ bị mỏi và cảm giác rất là khó chịu. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series về khớp thái dương hàm cùng với bác sĩ Trang. Hôm nay thì sẽ là một chủ đề sẽ khác hơn. Bác sĩ Trang sẽ trả lời một số câu hỏi mà mình đã nhận được trên những Facebook và YouTube. Những câu hỏi về vấn đề khớp thái dương hàm mà rất nhiều người đang gặp phải. Cùng trả lời cùng bác sĩ Trang nhé. Tôi thường hay bị mỏi hai bên má, trước tai, thỉnh thoảng đau lên cả trên đầu khi nhai nhiều và khi nói nhiều. Có thể là buổi sáng ngủ dậy cũng mỏi, và tôi có bị đau khớp thái dương hàm không, và tôi phải làm gì bây giờ? Cảm ơn câu hỏi từ một bạn nam đã gửi đến cho bác sĩ Trang. Câu hỏi của bạn thì đúng là rất là nhiều người gặp phải, và tôi đã được gặp câu hỏi này một vài lần nữa rồi. Thật là cảm ơn vì câu hỏi của bạn. Vấn đề và mỏi và đau ấy thì thường là do hệ thống cơ ở vùng đầu mặt cổ của bạn này, ví dụ như cơ cắn này, cơ thái dương này, cơ thang này và một số cơ ở bên trong nữa, bị căng, bị tức, bị vận động quá tải, quá lực, bị hoạt động quá nhiều thì nó sẽ gây nên vấn đề bị đau, bị căng và bị mỏi. Giống như là bạn tập thể dục thể thao nhiều ạ, tập gym, chạy bộ nhiều hay tập quá sức, quá cường độ thì cơ, cả cơ thể của bạn cũng sẽ bị mỏi mới đau, và cơ ở vùng đầu mặt cổ cũng như vậy. Vậy thì một số nguyên nhân gì đã dẫn đến cho cơ vùng đầu mặt cổ của bạn bị mỏi, bị đau, dẫn đến khi bạn nói chuyện nhiều và ăn nhai nhiều sẽ bị mỏi và cảm giác rất là khó chịu. Vậy thì một số nguyên nhân gì đã dẫn đến cho bạn bị đau, bị mỏi cái vùng cơ ở vùng đầu mặt cổ như vậy? Nguyên nhân thứ nhất đó là về tâm lý, stress trong công việc, trong gia đình và trong cuộc sống của bạn dẫn đến cho mình stress về tâm lý. Thứ hai đó là nguyên nhân về nghiến răng, về cắn chặt răng, và vấn đề này thường xảy ra khi mà bạn không chủ động, không để ý, và thường buổi tối khi bạn đi ngủ. Nghiến răng thì sẽ giúp bạn giảm stress xuống, tuy nhiên sẽ gây hệ lụy. Thứ nhất là gây mòn răng, gây lung rai răng, gây mỏi vùng cơ và có thể gây đau và rối loạn khớp thái dương hàm. Nguyên thứ ba thì có thể là do khớp cắn của bạn không được sinh lý, không được đúng. Khi mà bạn vận động sang bên này này thì không được hướng dẫn trượt bởi nhóm răng nanh và răng hàm nhỏ. Đấy cũng là nguyên nhân gây nên bạn bị mỏi, bị căng cơ. Và nguyên nhân thứ tư đó là những cái chiếc răng, ví dụ như răng 8 bị xô lệch, bị mọc chồi cao, gây là những cái cản trở khi bạn vận động hàm sang bên, được gọi là những cái cản trở khớp cắn. Có thể do nguyên nhân do răng 8, hoặc là có thể do những mối hàn, những phục hình, những chiếc mão chụp bị kênh, bị cao, bị cộ, gây đau và gây khó chịu khi ăn nhai, cũng như là gây cản trở khi mà bạn vận động hàm. Vậy thì đó là một trong những nguyên nhân có thể gây nên việc rối loạn cái hệ thống cơ ở vùng đầu mặt cổ của bạn, gây mỏi, gây căng và gây đau. Đầu tiên thì hãy tìm ra nguyên nhân của mình là gì đã. Tìm ra được nguyên nhân rồi thì bác sĩ sẽ cho bạn những câu trả lời và những hướng điều trị thích hợp, đúng đắn hơn. Còn nếu bạn chưa có thể tìm ra nguyên nhân của mình thì hãy tập những cái bài tập vận động mà bác sĩ làm trong những video trước, khá là hiệu quả đấy. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc, và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.